Ra đời từ năm 2012, câu lạc bộ FINA do một cá nhân thành lập, đó là chị Phùng Thị Hồng Muội, với mục đích lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, từ đó câu lạc bộ ra đời. FINA là tên viết tắt của Family A Nắng Ấm. Đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức được khoảng 40 chương trình trải dài suốt 12 năm qua. Mỗi năm, câu lạc bộ thường tổ chức hai chương trình lớn là mùa hè cho các bạn nhỏ và dịp Tết cho bà con khó khăn. Một số năm, câu lạc bộ sẽ tổ chức thêm chương trình trung thu để kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ. Các địa bàn được lựa chọn phần lớn là vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh thành, nơi có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống. Điều kiện sinh hoạt và cuộc sống còn gặp nhiều những khó khăn, thiếu thốn. Tính đến nay, câu lạc bộ đã đi qua khoảng hơn 20 tỉnh thành, có thể kể đến như Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiền Giang.